giới thiệu ông Nguyễn Bảy, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng ban tổ chức. Hồi nào banh nhưng mà. Quang qua đây coi. Có lên thầy Trung ơi. Đi em, ăn cắp gì em? Thôi cái giò chiều vàng của Nam. Ủa tôi tưởng là thầy công dân chụp quá. Ủa ông đó bên trường ta hả? Tưởng là trường thầy công dân trường mình không mày. Sao chưa bay? Trời ơi. Ghê chưa? Qua đây ngồi nè. Ơi. Hay quá đại ca. Qua đây ngồi. Qua đây ngồi nè. Má có cái vụ gì trời. Không nắng luôn nè. Qua đây. Được không? Nắng chết. Gì nè, hết đắng rồi nè. Em mắc ra luôn á. Ở dưới thì kìm vậy. Đâu mà đại. Kẹo không? Đâu mà đại. Đồ mày đâu đây đó. Đi luôn. Rồi rồi. Cái cường rồi, kiếm ổng câu độ ơi. Ông kia ngồi xuống. Ông qua tới kìa. Nguyên mình đọc cũng được mấy trái luôn. Ra ra ra. Sao chơi xấu thầy? Đẹp lắm luôn á. Chơi xấu rồi. Thầy ơi. Má này thấy đầu đập con người theo. Thấy đầu con người theo. Con trái chúng kìa. Ờ thấy. Sáng nói chuyện luôn. Ba chuyện. Thầy. Ủa ai chuyện? Tao. 800 năm mới được. Con nghe rồi mẹ. Hello. Má ghi quy chuyện cái cuộc sống nó có bị gì vậy? Dạ. Dạ con đang ở sân vận động, con ở luôn đại 2 giờ tụi con làm sơ đồ tư duy rồi. Sao hay không? Mày thấy cái kiểu mà cái gọi là hai trái làm hai trái. Làm hai trái luôn, hai trái ngay gốc luôn. Không nhờ kiến tạo con người. Ủa thầy Kim hay quá thầy Kim ơi. Ủa là trường nào? Hay quá trường mẹ thua luôn rồi, Nhân Phú thua hết trơn rồi. Còn thị trấn con Nam vô chung kết nè. Thắng trường con luôn nhưng mà cũng thua luôn rồi. Thôi ai con biết nữa thầy, nãy giờ coi Nam không rồi. Má xong rồi, nãy giờ sớm rồi, nam nữ gì hết trơn rồi. Ba gũ về đi ăn đám cưới của cậu ba. Mắc camera mà. Ôi, ôi trời ơi, chém được. Nhém được chết rồi. Anh tưởng đâu chết là dùng tay gọn cùi luôn. Hình như ta muốn ở trung gian mày, đội nào đá cũng hay. Có mày cường đâu rồi. Thầy cường đâu đó cá không ơi. Mưa bây ơi. Ôi. Ôi. Nó mẹ phải ngủ mày. Rồi kêu lấy ngân nhận lông đi. Mày trường chửi ra đó mà. Ai trường chửi ra đó mà. Nè quýnh ba trường mình thua hết không vậy? Rồi. Hài tiếu. Đó hài á. Đâu hài. Đâu cái trận đó là má ta đọc tập hết khả năng á mấy trái sữa lưng bảo bà. Cái trận cuối là tao thấy là tao chuyền được nhất không? Được con cạc mà chuyền bên tao mới đẩy luôn. Không nếu mà nếu mà mọi thường cũng không chuyền bắt bắt thì tốt nhưng mà mình cũng hơi ấy cho nên là bắt bắt là chuyền.
Tại chị ba mình nói phát không có dễ, chị ba mình nói khó. Chút xíu nữa. Đi ra câu đá banh mà còn sợ trời nắng nữa. Cô cược kèo nào thắng cô? Cô? Cô nghĩ kèo nào thắng cô? Đó. Đó. Ôi, thầy Châu, thầy Châu. Ôi. Chút xíu nữa à. Rồi, vậy là chạy luôn. Nắng lên rồi, rồi. Hơi ướt hả? Đá ngàn người mà chưa hay. Dính rồi. Tao cũng dính rồi nè. Em chưa hậu có kịp luôn. Ôi mà sao nó không dính rồi nè. Kẹp nó dọn bỡ thôi. Ủa mày điện chi Ngọc? Ngọc mày điện chi hả? Điện chi hả? Con ơi. Bắt chim ra ngoài. Con bây giờ đâu ra? Con hổ sát bơi luôn mà trời. Anh chúng mày sai chúng mày sai rồi. Ai cường? Có rồi. Còn cái mình mày đó đó đi. Hay quá thầy Nghĩa ơi. Chị mình cảm gì chung. Em ơi. Ghê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.